Tiếng kêu chắc chúa vọng xuống mặt hồ. Thằng Trăm mến mất dõi theo. Con khỉ gặp nạn vẫn đơn độc. Cánh tay của nó bị một con cá sấu gặm chặt. Cơn đau ngòi sức chịu đựng. Liệu nó có thể vượt qua thời khắc sinh tử này không? Hàm răng cá sấu như những cọc sắt găm vào da thịt con khỉ. Kẻ đi săn sẽ chờ cho nạn nhân cạn kiệt sức lực. Nó sẽ lôi ra giữa hồ và bước vào bữa ăn. Có những lúc con khỉ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Nó ngoi được cái đầu lên trên mặt nước để thở trong vô thức. Cơn đau thể xác mà nó đang nếm trải không ai có thể san sẻ được. Nhưng điều mà nó ao ước là nhìn thấy một cánh tay nào đó của đồng loại giơ ra cứu nó. Bầy khỉ trên bờ không vô tâm, vô cảm. Chúng bế tắc trong việc tìm ra phương án hỗ trợ. Chúng đều sợ không dám đặt chân chạm nước, nói gì là bơi ra cứu giúp. Có những lúc khi rơi vào đáy bùn sâu, chỉ chính mình mới có thể tự cứu lấy mình. Thay vì chờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, bản thân hãy chiến đấu. Hai chân con khỉ đang cự lại và không để cho kẻ đi săn lôi ra vùng nước sâu. Những vũ khí lợi hại là một cánh tay còn lại và cái miệng nó vẫn chưa phát huy tác dụng. Chắc tại đau quá nên nó chưa nghĩ ra việc phản công đánh trả. Bởi chỉ cần nó động đậy là làm cho cánh tay bị cắn lại nặng thêm. Cuối cùng, nó đã quyết định vùng lên. Nó không ngồi im một cục nữa. Nó nén đau và kéo lê con cá sấu lên gần bờ hơn. Khi cảm thấy sự trỗi dậy của bản thân có hiệu quả, nó chính thức đánh trả. Cánh tay đầy vút của nó cào nát con mắt của cá sấu. Sống rồi. Nguy hiểm đã qua. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi mình vẫn còn cơ hội phấn đấu. Mọi thứ thuộc về bản thân đều có thể bị kẻ khác tước đoạt. Nhưng có một thứ duy nhất không bất kỳ ai lấy được, đó chính là ý chí.